Hello, xin chào các bạn. Sài Gòn mấy ngày vừa qua thời tiết lạnh và gió khá là nhiều. Chắc hẳn cũng có nhiều bạn, đặc biệt là các bạn mới tập chơi Playcam, sẽ phân vân không biết trong điều kiện thời tiết như vậy thì liệu có thể bay an toàn được không, hoặc không biết qua ngày mai thì thời tiết có tốt hơn hay không. Để giải đáp cho câu hỏi trên thì mình có một gợi ý cho các bạn là hãy sử dụng một phần mềm dự báo thời tiết dành cho Playcam để các bạn có thể phần nào yên tâm trong các chuyến bay của mình. Cho đến nay đã có rất là nhiều phần mềm dự báo thời tiết cho người chơi Playcam đã ra đời và các bạn có thể dễ dàng tải về từ Google Play hoặc là App Store. Hầu hết phần lớn các app đó đều cho các bạn sử dụng miễn phí trong điều kiện là thông báo tình hình thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết trong 24 giờ kế tiếp. Để biết được tình hình thời tiết trong nhiều ngày hơn nữa thì các bạn phải mua trọn bộ bản quyền phần mềm đó thì mới sử dụng được hết các tính năng của nó. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm UAV Forecast. Đây là một trong các phần mềm được đánh giá là dự báo khá chính xác và được nhiều người chơi Flycam tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng nhiều. Có hai lưu ý là trước khi sử dụng bất cứ phần mềm dự báo nào, thứ nhất nó chỉ mang tính tương đối, bởi vì thời tiết là cái không ai có thể dự báo một cách chính xác 100%, nó luôn có sai số nha các bạn. Nó không bao giờ khẳng định thời gian sắp tới là mưa hay nắng, mà nó chỉ thể hiện tỷ lệ phần trăm mà thôi. Ví dụ nếu ngày mai các bạn dự tính đi bay và phần mềm dự báo là 90% là trời nắng thì gần như chắc chắn các bạn có thể yên tâm đi chơi được rồi. Lưu ý thứ hai là trước khi sử dụng phần mềm thì các bạn hãy ghi nhớ lại các tính năng kỹ thuật của con Flycam của các bạn. Đặc biệt quan trọng nhất là các bạn hãy ghi lại thông số kháng gió của nhà sản xuất công bố và đối chiếu với tình hình thời tiết mà phần mềm cung cấp. Từ đó các bạn mới có cơ sở quyết định là cho máy bay của mình cất cánh hay không. Để xem được thông tin chiếc Flycam của mình, nếu các bạn đang dùng của hãng DJI thì các bạn vào trang chủ dji.com rồi chọn loại Flycam mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình chọn con Mavic 2. Rồi các bạn chọn vào phần specs này các bạn, nghĩa là thông số kỹ thuật á. Ở đây các bạn đặc biệt ghi nhớ chỗ là Max Wind Speed Resistance, nghĩa là độ kháng gió tối đa. Ở đây nhà sản xuất công bố là 29-38 km/h, nghĩa là bao gồm cả tốc độ gió và tốc độ gió giật nữa nha các bạn. Rồi ví dụ các bạn đang sử dụng một con Flycam đang hot bây giờ là con Mini 2, mình sẽ tra thử coi độ kháng gió tối đa của nó là bao nhiêu nha. Ở đây nhà sản xuất ghi là 8.5 tới 10.5 m trên giây, đổi ra km/h là 30.6 cho đến 37.8 km/h. Về thông số này thì mình chưa sử dụng con Mini 2 nhưng mà mình cảm thấy con số này có vẻ không đúng lắm. Vì con Mavic 2 kháng gió tối đa của nó là 38 km/h, mà con Mini 2 với thân hình nhỏ hơn nhiều và động cơ cũng kém hơn nhiều mà sức kháng gió tới gần như bằng con Mavic 2. Thì bạn nào đang sử dụng Mini 2 thì test lại coi chỗ này coi nhà sản xuất công bố có chính xác không nha. Để bay an toàn thì các bạn, đặc biệt là những người mới chơi chưa có kinh nghiệm nhiều, các bạn nên chờ gió thấp hơn con số này của nhà sản xuất thì mới hãy cho cất cánh để hạn chế tối đa việc mất mát cũng như tránh gây nguy hiểm cho mọi người nha các bạn. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tải chương trình UAV Forecast vô máy. Rồi, ở đây mình đã tải sẵn rồi cho nên mình mở lên luôn. Đây là cái giao diện chính của chương trình, các bạn thấy nó có rất là nhiều thông số. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập địa điểm mà mình chuẩn bị đi bay vô. Ví dụ mình chuẩn bị đi chơi Phú Quốc thì mình sẽ nhập địa điểm là Phú Quốc vô đây. Kế tiếp, chúng ta sẽ thiết lập các thông số cho phù hợp với cái chiếc Flycam của mình. Có hai cách để thiết lập thông số. Một là các bạn vô phần setting, rồi vô từng mục trong cái phần threshold setting để điều chỉnh. Hai là các bạn sẽ bấm trực tiếp vô từng cái ô thông số trên giao diện chính để điều chỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ vừa giới thiệu, vừa chỉnh trực tiếp trên giao diện chính luôn cho nhanh nha các bạn. Ở cái ô đầu tiên là cái ô weather. Bây giờ nó đang có cái biểu tượng là mặt trời và đám mây, nghĩa là trời đang vừa có nắng và vừa có mây. Các bạn bấm vào đây sẽ thấy nhiều biểu tượng khác nhau. Mỗi biểu tượng thể hiện các tình trạng thời tiết khác nhau như là trời nắng, ban ngày, ban đêm, trời mưa, vân vân. Rồi, ô kế tiếp là sun, là thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn. Rồi các bạn cứ để nguyên luôn cũng được, không sao. Ô kế là temperature, là nhiệt độ. Hiện tại nó đang thể hiện là độ S.
mình sẽ bấm vô và chọn lại là độ C. Kế tiếp là ô wind là tốc độ gió. Hiện tại nó đang để đơn vị là mile, nghĩa là dặm. Ở Việt Nam thì chúng ta quen dùng km trên giờ, cho nên bây giờ mình sẽ đổi đơn vị thành km trên giờ. Rồi các bạn nhìn lên chữ max wind là cái vận tốc gió tối đa. Mình sẽ bật cái include gust này lên luôn nha các bạn, nghĩa là bao gồm cả vận tốc gió giật luôn. Như lúc nãy chúng ta đã tham khảo thông số kháng gió Flycam của hãng DJI, thì bây giờ mình sẽ lấy con Mavic 2 làm ví dụ. Độ kháng gió tối đa của con Mavic 2 là 38 km/h, nên mình sẽ chỉnh thông số này thành 38 km/h. Khi nào mà vận tốc gió lớn hơn con số này thì phần mềm nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ để cảnh báo chúng ta biết. Ví dụ các bạn kéo cái ngưỡng này xuống còn khoảng 7 km/h thì ngay lập tức nó chuyển sang màu đỏ liền nè các bạn, bởi vì vận tốc gió hiện tại đang lớn hơn 7 km/h. Bây giờ mình sẽ đặt lại thông số này theo cái thông số của chiếc Flycam Mavic 2, đó là 38 km/h. Khi nào phần mềm thông báo vận tốc gió lớn hơn 38 km/h thì không nên bay nha các bạn, rủi ro sẽ rất là cao. Rồi phía dưới này là wind altitude, nghĩa là cái vận tốc gió đo được tại độ cao bao nhiêu. Hiện tại nó đang để là ground, nghĩa là vận tốc gió đang được đo tại mặt đất tại khu vực đó. Ví dụ các bạn dự định bay lên độ cao 300m và không biết vận tốc gió tại độ cao 300m là bao nhiêu, và cái chiếc Flycam của mình nó có chịu nổi hay không, thì các bạn sẽ kéo cái thông số này lên 300m. Lúc này phần mềm nó sẽ thể hiện vận tốc gió nhưng mà hiện tại là được đo tại độ cao 300m. Thao tác an toàn trước khi cất cánh là các bạn sẽ kéo cái thanh wind altitude này lên độ cao mong muốn để xem tình hình gió trên đó như thế nào rồi hãy mới cho cất cánh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm để độ cao là ground. Ô kế tiếp là gust là tốc độ gió giật. Ô này cũng tương tự như ô vận tốc gió, các bạn sẽ đặt tốc độ gió giật bằng với khả năng kháng gió của con Flycam Mavic 2, đó là 38 km/h. Khi tốc độ gió giật lớn hơn khả năng kháng gió của chiếc Flycam thì nó sẽ cảnh báo cho các bạn biết. Tương tự nó cũng có thông số đo tốc độ gió giật tại cái độ cao mà các bạn mong muốn. Hiện tại mình cũng tạm để là ground luôn. Kế tiếp là cái ô wind direction là cái hướng gió thổi. Bấm vào đây các bạn sẽ thấy có hai tự chọn. Một là dùng cái la bàn điện tử, là khi các bạn nghiêng cái điện thoại thì cái la bàn nó sẽ xoay theo. Hai là các bạn dùng cái tùy chọn là magnetic north, nghĩa là nó sẽ cố định cái la bàn lại, và khi gió đổi hướng thì chỉ có cái mũi tên chỉ hướng gió nó đổi chiều thôi. Rồi xuống ô kế tiếp, đây là cái từ tiếng Anh viết tắt nha các bạn. Nó là cái từ là precipitation probability, nghĩa là xác suất trời có mưa hay không được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Như mình thường sử dụng là mình hay để khoảng 75%. Khi thời tiết dự báo có khả năng có mưa là từ 75% trở lên thì nó sẽ báo cho mình biết. Ô kế tiếp là cloud cover, là độ che phủ của mây. Nếu mà trời có quá nhiều mây thì nó sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu GPS. Độ che phủ của mây hiện tại đang ở mức khoảng 87-88%. Nếu các bạn muốn xem xét yếu tố mây để tăng điều kiện bay cho an toàn thì chúng ta sẽ bật cái nút Max Sky Cover này lên. Rồi các bạn sẽ thiết lập mức độ che phủ của mây là bao nhiêu phần trăm mà theo các bạn cảm thấy nó ổn, tùy theo mỗi người ha. Mình hãy để mức an toàn là khoảng 70%. Nếu độ che phủ của mây lớn hơn 70% thì phần mềm nó sẽ báo để mình cân nhắc trước khi bay. Ok là visibility là tầm nhìn xa. Các bạn để khoảng 5km là cũng được rồi ha. Xuống ok là Visible Satellite, là cái số lượng vệ tinh có thể quan sát được tại khu vực các bạn đang chọn. Các bạn sẽ set cái thông số này là trên 10, bao gồm cả GPS của Mỹ và vệ tinh GLONASS của Nga luôn. Cái GPS Elevation Mask thì mình sẽ giữ nguyên. Ok là chỉ số KP. Đây là một thông số rất quan trọng mà mình thấy nhiều bạn chơi Flycam rất chủ quan, không có quan tâm đến con số này, cho nên kết quả là có nhiều trường hợp Flycam bỗng nhiên bị mất tín hiệu và trôi mất không hiểu tại sao. Chỉ số KP là chỉ số của bão từ. Cơn bão này do hoạt động của mặt trời gây ra và nó ảnh hưởng đến trái đất. Nó có thang đo từ 0 đến 9, chỉ số từ 0 tới 3 là mức an toàn. Trên 3 sẽ bắt đầu hiện tượng bị nhiễu sóng GPS. Từ 7 trở lên là sóng GPS bị nhiễu rất nặng, không thể định vị được để mà return thơm được nữa. Nếu các bạn cứ cố gắng bay thì chắc chắn sẽ banh nha các bạn. Cho nên mình sẽ đặt ngưỡng an toàn là từ 5 trở xuống thôi. Trên 5 chúng ta không nên cất cánh. Ô cuối cùng là Satellite Lock, là số lượng vệ tinh được khóa tại khu vực mà các bạn đang chọn. Số lượng vệ tinh được khóa càng nhiều thì cái độ định vị chính xác sẽ càng cao. Mình sẽ set cái thông số này bằng với cái số vệ tinh quan sát được. Thông thường số vệ tinh được khóa này nó sẽ ít hơn cái số vệ tinh quan sát được nha các bạn. Ví dụ như cái số vệ tinh quan sát được là đang là 15,
thì cái số vệ tinh khóa này có cỡ chừng từ 14 chấm mấy trở xuống thôi, thông thường là như vậy. Ok, mình vừa giới thiệu tất cả các thông số quan trọng và cách điều chỉnh của phần mềm UAV Forecast. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm này như thế nào ha. Thì nó rất là đơn giản. Các bạn sau khi thiết lập đầy đủ các thông số an toàn xong, các bạn bấm vào cái phần Forecast. Ví dụ các bạn muốn biết ngày mai cụ thể lúc 8 giờ sáng điều kiện thời tiết thuận lợi để bay không, các bạn chỉ cần xem trong khung giờ đó là thấy được kết quả liền. Ở đây nó đã thể hiện cho các bạn tất cả các thông số lần lượt từ trái qua phải nè các bạn. Ô đầu tiên là cái vận tốc gió giật ha, rồi ô thứ hai là cái nhiệt độ, ô thứ ba là dự báo trời có khả năng mưa hay không, ok là độ che phủ của mây, ok là cái tầm nhìn, rồi đến số lượng vệ tinh quan sát được, rồi chỉ số KP, rồi đến cái số vệ tinh được khóa. Và cuối cùng cái phần mềm nó sẽ dựa trên các thông số và nó đưa ra cho các bạn một cái đánh giá là có nên bay không. Các bạn nhớ lưu ý mình đang chọn khu vực nào để coi cho đúng nha các bạn. Bài video hướng dẫn của mình ở đây là hết. Chúc các bạn có những chuyến bay an toàn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.